Hôm nay ngày 27 tháng 5, trên phạm vi cả nước có nắng nóng bao trùm diện rộng, nhiệt độ cao nhất có thể vượt 38 độ C. Tuy nhiên cần đề phòng những cơn mưa do mây đối lưu hoặc dông nhiệt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm qua ngày 26 tháng 5, ở miền Trung đã có nắng nóng gay gắt, nhiều điểm đo vượt 37 độ C như Xuân, Thanh Hóa 38 độ C, Đô Lương, Nghệ An 38 độ C, Hương Khê, Hà Tĩnh 38,1 độ C, Tuyên Hóa, Quảng Bình 37,5 độ C. Đồng thời, khu vực Nam Bộ cũng có nắng nóng 35 đến 36 độ C hoặc hơn, như Biên Hòa, Đồng Nai 36,4 độ C, Cao Lãnh, Đồng Tháp 36,8 độ C. Còn tại miền Bắc có nắng nóng cục bộ, có nơi trên 35 độ C. Theo một số chuyên gia khí tượng, nguyên nhân gây đợt nắng nóng là do tương tác của cơn bão Eguinia ở Philippines tương tác với áp thấp nóng phía tây lục địa châu Á. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, hôm nay ngày 27 tháng 5 và ngày mai 28 tháng 5, khu vực Trung Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm 45-50%. Đợt nắng nóng này ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30 tháng 5. Ngày 27 tháng 5, khu vực Nam Bộ vẫn có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ C hoặc hơn, độ ẩm 55 đến 60%. Từ ngày 28 tháng 5, nắng nóng ở Nam Bộ có xu hướng giảm dần. Trong dự báo trước đó, cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng ở Nam Bộ giảm dần từ ngày 27 tháng 5. Hôm nay 27 tháng 5, Bắc Bộ cũng có nắng nóng, cục bộ có nơi trên 35 độ C.